do ngoài mạng di động thông thường. Xin ơi, xin ơi, nó ở đằng sau gốc cây, nó ở đằng sau gốc cây, chỗ hướng nơi em kia, em nó bắn nhau. Xin cứu em, nó kia. Đồ xin ơi, đồ anh bắn làm sao ấy? Tùng Anh. Em vừa gọi anh đây ạ. Có ai ở đây nữa? Anh cứ tưởng con vòng nào gọi. Đồ em bảo anh rồi, anh bắn anh phải để ý vào. Chấm điểm đàng hoàng như thế có gì nữa. Tùng Anh. Cái gì? Anh có coi em ra cái gì đúng không đấy? Em nói gì ngang trái đấy nhở? Ngang trái cái gì? Cả tuần gặp nhau đúng một lần. Thế mà cứ cắm mặt vào cái màn hình điện thoại. Chia tay đi. Này. Sao lại chia tay? Thôi anh xin lỗi nhá. Thôi đừng giận anh nữa nhá. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Sao? Hồi xưa anh yêu thương chiều chuộng tôi bao nhiêu, mỗi lần gặp nhau là cứ ngồi ngắm mỗi mình tôi thế này thôi. Thế bây giờ anh nhìn đi, cứ gặp nhau là màn hình điện thoại cứ dí mặt vào đấy. Thôi được rồi. Anh hứa là từ bây giờ anh sẽ không bao giờ ngồi trước mặt em để chuyện tử nữa. Không có hứa với chả hùng như thế. Thôi được rồi, anh hứa. Không. Thôi cho anh xin lỗi. Thôi. Tránh xa tôi ạ. Tránh xa. Anh xin lỗi nhá. Anh xin lỗi nhá. Thôi, tha lỗi cho anh nhá. Nhá. Hứa không? Hứa. Bảo hứa rồi mà lại. Buông. Thôi. Biết rồi. Nhớ đấy. Làm trò gì đấy hả? Ôi, em đừng làm anh khó xử. Anh đã hứa là không bao giờ ngồi trước mặt em chuyện tử rồi đó mà. Xin ơi, đâu không đây kìa. Anh đang có một. Một thầy xin đấy. Xin. Bố đưa đi xem nào. Rồi, bố bước đi ạ. Đấy, rồi, được ngay. Rồi, tiếp nào. Rồi. Hai cái đứa này, anh đã bảo phải sắp xếp công việc và thời gian. Bố bị tai biến như thế, phải cho bố đi nhiều vào. À, bố từ từ đã. Con xin lỗi bố ạ. Mấy lần anh Tùng Anh bảo con đưa bố đi rồi, mà tại vì con bận quá, bây giờ mới đưa bố đi được. Bố bước rồi con này. Bận cái gì mà bận? Nói mãi thì không nghe. Phải biết sắp xếp công việc nhớ chưa? Rồi. Ơi bố ngồi đây. Sao? Bố đây sao? Các con ạ, ai cũng có công việc của mình. Vâng. Bố hiểu và thông cảm cho công việc của các con. Các con cứ yên tâm. Hàng ngày ấy, là bố vẫn lên mô cha là để video call cho mấy người bạn. Nên nó cũng đỡ buồn. Ui, ông tin quá. Gia đình nhà mình ấy vâng. Cứ thi thoảng đi dạo thế này bố thấy được rồi. Vâng. Ui, ông nói thế nào ấy. Cháu thấy là ông vẫn còn đẹp trai xuân thì lắm. Mà bà Ly hàng xóm gào thét tên ông suốt chứ còn gì nữa. Bố ơi. Cháu nó nói đúng đấy bố ạ. Con đi xem bói nhá, thấy bảo là năm nay nhá, ông ấy phải còn cưới thêm một bà nữa làm vợ hai. Con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của. Sửa xong ốp điện rồi, có mạng wifi rồi nhá. Tin không đưa tao về à? Con vàng của tao thì sao? Cú ơi! Đây, cụ ngồi đây chờ xe buýt này. Vào đây cụ ơi! Cụ ngồi chỗ con này, con đi luôn để cho chị ngồi đi. Con đi luôn mà. Ngồi đi. Cảm ơn anh. Mang dạ chửa này, ngồi xuống chỗ của cụ này. À thôi, cụ cứ ngồi đi, con chờ xe buýt đứng chờ một tí cũng được ạ. Mẹ không ngồi thì cũng phải để cho con ngồi chứ. Nào, nghe lời tôi, cứ ngồi xuống đây. Tôi thế, con cảm ơn cụ nhá. Không có gì cả. Ngồi ra. Cụ ơi, cụ sang ghế bên đây ngồi à? Đây. À, thôi, ông ngồi chỗ của cháu
chờ mãi không thấy đâu, ra bắt taxi này. Ông cứ ngồi đi ạ. Cảm ơn cô. Gái gà lặng thế. Này thanh niên, chân ông, cẳng bị làm sao đấy? Cháu ngã xe đằng kia. Ngồi xuống đây. Đây, đây. Anh Điền chào cháu. Cảm ơn ông ạ. Cảm ơn ông. Ông ơi, con ngồi đây. Con đi đây. Ôi ơi. Ngồi đây. Cảm ơn ông. Không có gì đâu cô ơi. Bố là bố diễn sầu này nhé. Bố thấy quả diễn chân đau của con đỉnh không? Không, bóng kế của tao ấy cứt chỗ mà ngủ. Nhưng mà nhờ ông giỏi à. Mình ơi, ôi, bác đến không báo trước gọi em đang ngủ say nó choáng. Thở ai? Đây em bảo. Dạ. Đêm qua thức khuya quá. Em mới mua đồ mới, bác cứ lấy cho em tranh thủ ngủ đi nhá. Thôi. Hôm nay em đến không phải là để khoáng đồ thiết gì đâu. Có việc trọng đại cần ra mắt bác này. Trọng đại à? Đấy, ấy luôn đi, tranh thủ ấy. Vào đây em ơi, vào đây. Dạ, dạ đây ạ. Dạ xin giới thiệu với hai bác. Đây là bạn gái của em ạ. Bạn gái của bác à? Ôi giời ơi, bác. Bác quá giỏi. Thế là bạn gái là làm cà phê à? Đấy, không. Đồng nghiệp. Em nói thật với bác nha. Bác như thế là quá là hạnh phúc ghê. Có tí bàn tay phụ nữ vào là cuộc sống nó khác hẳn ngay. Bác chờ em lên lấy chai rượu cúng. Anh em làm ly để mừng cái sự kiện trọng đại này nhá. Thôi. Không cần phải rượu đâu. Em hôm nay cũng chỉ gọi là tranh thủ sang đây để giới thiệu với cả hai bác là ra mắt bạn gái hai bác biết ạ. Thế là chỉ ra mắt thôi. Ra mắt thì rồi. Đầu tiên tôi nhìn bác tôi cứ tưởng là bác không có người yêu cơ. Thế mà cuối cùng bác lại tán được con bé trong chả khác cái bác cả. Tôi có món quà này tặng cho bác. Mừng cái ngày trọng đại này. Bác chờ em tí nhá. Bác chờ tí. Em nói với bác nhá. Gì chứ cánh đàn ông nhà mình cứ phải có tí bằng tay phụ nữ vào bác ạ. Thì cuộc sống nó mới gọi là không bế tắc. Đấy. Chứ Điền cặp mãi nó chán. Ăn cắp phải có đôi có cặp. Mình ơi. Ơi. Đâu mình? Tìm thấy đâu? Sao lại không tìm thấy? Tôi để ngay ở cái tủ trước cửa. Đó. Mình tìm kỹ chưa? Kỹ rồi. Ê, không phải em đâu. Không phải em. Nói bao nhiêu lần rồi? Đây là nhà bác, chủ nhà thân quen. Làm cái gì thì cũng phải nói với bác một câu chứ. Mà lần trước á, đến đây khoáng hết đồ nhà bác rồi. Còn lấy cả đồ của tao nữa. Bác ạ, cho em hỏi đây có phải là nhẫn của bác không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ, thế thì em xin ạ. Đi có việc luôn. Đi làm luôn ạ. Thế chúc mừng hai cô cậu nhá. Chúc mừng. Chúc bác hạnh phúc nhá. Rồi, chào bác nhá. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bụt à? Bụt ngồi tạm đây một chút nhá, con có việc một chút. Ngồi lại đây với tao, mày đi. Ôi rồi. Được rồi, thì tại sao Bụt khóc? Tại vì mày khóc ở địa bàn của duy nhất Mocha, gọi miễn phí cô nào ra ngoài mạng di động thông thường.